Trọng tài Nguyễn Ngọc Thắng đã cho hiệp 1 của trận đấu giữa Long An và Đồng Tháp bắt đầu. Trong hiệp 1 thì Long An trong bộ trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Hai tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà là số 8 Phương Tâm và số 16 Hoàng Dương. Pha dứt điểm đầu tiên. Và thủ môn bên phía Đồng Tháp đã chọn giải pháp an toàn là đấm bóng. Thành Hậu. Công Thành. Tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Đồng Tháp. Bàn thắng được ghi ngay ở phút thứ 7. Đây là bàn thắng thứ 8 của cầu thủ mang áo số 19 Nguyễn Công Thành. Một tình huống chơi bóng tưởng như vô hại, nhưng với khả năng săn bàn và kỹ thuật dứt điểm của mình thì Công Thành đã biến trái bóng trở thành một bàn thắng trong sự vô vọng của thủ môn Hoàng Việt bên phía Long An. Một cú đánh đầu kỹ thuật, Công Thành đã bật cao hơn các trung vệ của Long An. Không có lấy một tình huống phản xạ của thủ môn Hoàng Việt, thậm chí là như vậy. Mất bóng, đó là tình huống phá bóng không thành công. Công Thành. Công Thành là người đã phạm lỗi. Công Thành đã được huấn luyện viên Phạm Công Lộc đưa lên đội hình chính của Đồng Tháp vào V-League 2015. Khi đó thì Công Thành mới có 17 tuổi. Và thậm chí thì ở ngay vòng đấu thứ 13 của mùa giải 2015. Lại là Công Thành. Dứt điểm. Một quả phạt góc cho Đồng Tháp. Dương Anh Tú. Nỗ lực dứt điểm vừa rồi của Dương Anh Tú đã khiến cho thủ môn Văn Bước bị đau. Thua sớm vào một thế trận chưa có gì khởi sắc đang là bài toán dành cho huấn luyện viên Ngô Hoàng Sang. Những điều kiện lý tưởng của một trung phong đó là thể hình và kỹ năng dứt điểm. Tiếp tục là một tình huống uy hiếp của Nguyễn Công Thành. Chúng ta đang cùng nhau xem lại tình huống dứt điểm của Công Thành. Rất may là một trung vệ bên phía câu lạc bộ Long An đã kịp thời cản phá. Cơ hội không được. Phá dứt điểm quá thiếu chuẩn xác. Huấn luyện viên Ngô Văn Sang cho rằng đó là tình huống mà một cầu thủ bên phía Long An có nhiều hơn một giải pháp, có thể là phối hợp với một cầu thủ đang băng lên bên phía cánh phải. Nhưng rất tiếc là Ngọc Phương đã chọn giải pháp dứt điểm. Đấy. Cuối cùng thì trái bóng nguy hiểm, tình huống lộn xộn, không có phạm lỗi. Thủ môn Văn Bước đã xử lý sai kỹ thuật trong tình huống vừa rồi. Ngọc Phương chuyền ra, đó là một pha dứt điểm ở góc quá hẹp. Và ngay sau tình huống dứt điểm vừa rồi của số 19 Ngọc Phương thì không chỉ có huấn luyện viên Ngô Hoàng Sang mà hai người đồng đội của Ngọc Phương bên trong cũng không hiểu tại sao Ngọc Phương lại chọn giải pháp như vậy. Chúng ta cùng một lần nữa xem lại tình huống này. Ngọc Phương đã quan sát rất kỹ nhưng lại không chuyền bóng. Có lẽ là Ngọc Phương muốn tạo cho thủ môn của Đồng Tháp một sự bất ngờ. Nhưng rất tiếc là pha dứt điểm của Ngọc Phương, bóng đã đi chạy Công Thành. Công Thành. Bóng vẫn trong chân Công Thành. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Thêm một quả phạt góc cho Long An. Nguy hiểm tạm thời đã trôi qua trước khung thành của Văn Bước. Và Công Thành đang có được một tình huống phản công cho đội khách. Vẫn chỉ có một mình Công Thành. Bạch Đăng Khoa. Tỷ số đã được nhân đôi trong một tình huống phản công. Bạch Đăng Khoa đã ghi dấu ấn của mình.
chơi tốt hơn trong những tình huống. Xin nhắc lại là Đồng Tháp không kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận quá nhiều. Họ chơi phòng ngự phản công. Và ở một tình huống như thế này, số lượng cầu thủ tấn công của Đồng Tháp thậm chí còn nhiều hơn là những người tham gia phòng ngự bên phía đội chủ nhà. Không có lấy một cơ hội cản phá cho thủ môn Hoàng Việt. Một tình huống vẩy má ngoài rất kỹ thuật của Bạch Đăng Khoa. Có hay không một cơ hội? Vẫn chưa thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đó là tình huống dứt điểm của Dương Anh Tú. Tình huống đó chỉ lại thêm một lần nữa mang đến những sự tiếc nuối cho huấn luyện viên Quang Sang và những người hâm mộ của đội bóng này. Một pha xử lý khá hay. Hải Quân, bóng vẫn còn trong sân. Hải Quân đã bị phạm lỗi và chiếc thẻ vàng. Một tình huống xô xát giữa Hải Quân và có cả sự tham gia của trung vệ Đức Thịnh. Trọng tài có lẽ cần phải nghiêm khắc trong một tình huống như thế này. Thẻ vàng đã nằm sẵn trên tay của huấn luyện của trọng tài Nguyễn Hồng Thắng. Trận đấu đang trở nên rất nóng. Một tình huống lẽ ra có thể được xử lý tốt nếu như Hải Quân kiểm soát được hành vi của mình. Trọng tài thứ tư đang có những trao đổi với trọng tài chính Nguyễn Ngọc Thắng. Chúng ta đang cùng nhau xem lại tình huống lộn xộn. Số 9 Đức Thắng có tình huống va chạm với số 9 Đinh Văn Hùng bên phía Long An, nhưng chưa đủ mạnh để cho Đinh Văn Hùng phải nằm vật ra ở trên sân. Thẻ vàng dành cho trung vệ Đức Thịnh. Không được, bóng không đến được vị trí của Long An. Lợi thế dành cho đội chủ nhà. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Nhìn cách ăn mừng này thì bàn thắng đã được công nhận. Và Dương Anh Tú là người đã điền tên mình trên bảng tỷ số. Phút thứ 73. Hy vọng giành điểm của Long An đã được thắp sáng lên nhờ bàn thắng của số 14 Dương Anh Tú. Cuối cùng thì rất nhiều những nỗ lực đã giúp cho đội chủ nhà có được bàn thắng đầu tiên ở trận đấu ngày hôm nay. Tình huống xử lý rất hay và kỹ thuật của Đinh Văn Hùng. Thời điểm phút thứ 73 của trận đấu. Dương Anh Tú lại thêm một quả đá phạt. Rất hay, đó là cách xử lý của Nguyễn Đồng Tháp để hạn chế đi sức nóng của trận đấu này. Rõ ràng hành động vừa rồi của Nguyễn Đồng Tháp là cần thiết trong bối cảnh mà kinh tính của trận đấu đang được đẩy lên cao trào. Phạm lỗi là điều rõ ràng, nhưng cách hành xử của Nguyễn Đồng Tháp đã giúp cho những cái đầu nóng được kiểm soát tốt hơn. Vì chơi bóng của Anh Tú không vào. Lại thêm một tình huống mà các học trò của huấn luyện viên Quang Sang bỏ lỡ. Bóng vòng ra đằng sau. Người đã có tình huống dứt điểm cuối cùng nhiều khả năng là Phan Tấn Tài. Một tình huống đệ bóng vô sang ngang. Pha xử lý là của Hải Quân. Một tình huống phạm lỗi của Phan Tấn Tài. Một tình huống phạm lỗi mà có thể sẽ khiến cho thủ môn Văn Bước rất đau. Nhưng đây cũng không phải là một tình huống phạm lỗi quá ác ý. Đó là tình huống nhảy lên tranh chấp 50-50 giữa thủ môn và Phan Tấn Tài bên phía Long An.
khó hiểu trong một tình huống xử lý vừa rồi. Nhưng thật may về tỷ số 2-1. Anh vẫn không vào. Khung thành của Văn Bước vẫn chưa bị rung lên lần thứ hai. Có quá nhiều những tình huống nguy hiểm trong những giây bù giờ cuối cùng. Chỉ có điều các pha dứt điểm bằng đầu vừa rồi của Long An vẫn chưa mang lại hiệu quả. Không thể tốt hơn trong tình huống này. Người đã tung ra tình huống đánh đầu vừa rồi là Trần Hoài Nam. Quả phạt góc được thực hiện ở giây bù giờ thứ 5. Hết giờ! Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Đồng Tháp với được chiến thắng đầu tiên sau 3 trận thua liên tiếp.